Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình tin tức phát hình live của Lido Sài Gòn TV. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 31 tây tháng 10, cũng là ngày cuối tháng của tháng 10 thưa quý vị, cũng là ngày lễ Halloween. Và Thanh Mai xin chúc quý vị một ngày lễ Halloween thật là nhiều bình an nha quý vị. Và mở đầu sẽ là phần tin Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi. <laughs> Dành đất ba người con gái mang xăng tới đốt nhà mẹ ruột. Giáo hội Phật giáo đề nghị không dùng tên gọi KFC thích Quảng Đức. Và Công an Cộng sản Việt Nam thừa nhận có bị can đột tử trong vụ vạn Thịnh Phát. Và sau đây là phần tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị tin Việt Nam cũng cho biết thì giành đất, ba người con gái mang xăng tới đốt nhà của mẹ ruột. Mâu thuẫn trong việc chia đất đai Bà cô con gái đã mang xăng đến nhà mẹ ruột ở Hưng Yên rồi bất ngờ phóng hỏa, khiến cả bốn người bị phỏng. Vụ việc diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái của bà xin được viết tắt là VTD, 361 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đến nhà đòi mẹ chia phần đất nằm ngoài mặt đường, nhưng mà bà không đồng ý. Bà có mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong hẻm. Trong thời gian qua, các con của bà đã không đồng ý và bà luôn tranh chấp đất đai, chính quyền xã Trung Hòa phải tổ chức buổi hòa giải này. Và trong khi đó thì sau đó thì phần đất ngoài đường được bà cho con trai, còn ba người con gái mỗi người được một phần đất trong hẻm. Tất cả của con của bà đi đã đồng ý ký vào biên bản. Tuy nhiên sáng sớm ngày thứ bảy qua, ba người con gái đã mang một can xăng khoảng là 4 cho tới 5 lít tới nhà mẹ ruột, đổ ra sàn rồi châm lửa. Và người mẹ ở với anh con trai. Lúc sự việc xảy ra thì anh con trai đang ở tầng trên nên không bị thương thưa quý vị. Hai trong số ba người con gái bị bỏng nặng, còn người mẹ còn lại bị bỏng nhẹ. Người mẹ cũng bị bỏng trái quần áo và tóc đã được đưa ra bệnh viện cấp cứu và sự việc đang được công an điều tra. Và thưa quý vị, giáo hội Phật giáo đề nghị không dùng tên gọi KFC thích quảng đức. Hòa thượng Thích Quảng Gia, trưởng ban thông tin truyền thông Trung ương cũng cho biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn yêu cầu KFC Việt Nam hủy bỏ hoặc là thay đổi tên gọi một chi nhánh mang tên là KFC Thích Quảng Đức. Công ty liên doanh KFC Việt Nam mở chi nhánh mới trên đường Thích Quảng Đức thuộc quận Phú Nhận, thưa quý vị. Và ở đã sử dụng pháp danh của số hòa thượng Thích Quảng Đức đặt tên là KFC Thích Quảng Đức. Những thông tin hình ảnh về KFC Thích Quảng Đức đăng tải trên website và lan truyền trên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội của Phật tử và người dân. Thông qua công văn này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Tổng giám đốc của công ty KFC Việt Nam xem xét lại tên gọi này, hủy bỏ, thay đổi tên gọi KFC Thích Quảng Đức để mà tránh gây hiểu nhầm và đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử Việt Nam, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các quảng cáo, các liên kết Internet dẫn tới các tên gọi là KFC Thích Quảng Đức thưa quý vị. Và Công an Cộng sản Việt Nam thừa nhận có bị can đột tử trong vụ phạm, vạn thịnh phát thưa quý vị. Trong buổi họp báo ngày hôm 29 tháng 10 liên quan tới vụ án vạn thịnh phát, ông Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng cho biết, trong quá trình tố tụng, có bị can qua đời do đột tử. Tuy nhiên, thì ông Sô lại là không cho biết người đột tử là ai. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt ngày hôm 7 tháng 10 cùng với ba thuộc cấp là Trương Huệ Vân, cháu bà Lan, 34 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Bủ, à Hồ Vũ Phương thưa quý vị, 50 tuổi, của chủ tịch của công ty này chứng khoán Tân Việt và cụ phó giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát vốn gây rúng động dư luận trong và ngoài nước. Tất cả đều bị cáo buộc cùng một tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ hai ngày sau khi bị bắt giữ thì tức là ngày 9 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hồng đột tử. Một số báo như là Việt Nam Net, Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Stock, mau mắn đưa tin nhưng mà chỉ 1-2 giờ sau được lệnh gỡ bỏ. Và có bài báo đăng tải cả bản cáo phó này. Ông Tô Ân Sô chỉ gián tiếp xác nhận bà Nguyễn Phương Hồng chết khi bị giam. Nhưng trong vụ án này còn hai cái chết bất thường khác không được ông nói tới. Đó là cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành, 49 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Chứng khoán Tân Việt một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chết chỉ 2 ngày trước khi mà bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Và 6 ngày sau khi bà Trương Mỹ Lan và các thuộc cấp bị bắt, tên lượt ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, giám đốc công ty Sài Gòn Pencilila và là cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, hai công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được cho là chết do nhảy lầu tự tử, tử. Và thưa quý vị, một việc kiều Mỹ tên là Jonathan Hạnh Nguyễn ngưng mở hãng hàng không ở Việt Nam hãng hàng không IPP Air Cargo thuộc sở hữu của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Việt Kiều Mỹ, được mô tả là đại gia hàng triệu ở Việt Nam, đã bất ngờ, đã bất ngờ xin dừng cấp phép kinh doanh dù hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Cũng theo báo Việt Nam Express, ngày hôm 30 tháng 10, tức là ngày hôm qua, dẫn lời của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch hãng IPP Air Cargo, cũng cho biết là do tình hình kinh tế thế giới sẽ gặp khó khăn, và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không dự kiến sẽ sụt giảm. Hiện nay thì giá cước hàng hóa bắt được bằng đường hàng không thưa quý vị sẽ trở về mức mà các doanh nghiệp FDI và công ty xuất nhập cảng Việt Nam chấp nhận được. Vì vậy thì chúng tôi quyết định tạm dừng để mà tránh gây thiệt hại cho các hãng hàng không còn đang thua lỗ. Và việc đột ngột dừng IPP Air Cargo được loan báo đúng vào một tháng sau khi mà các báo cáo cũng cho hay Chính phủ Việt Nam yêu cầu rà soát bộ quốc tịch cổ đông liên quan hãng hàng không của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Và dự án IPP Air Cargo có tổng mức đầu tư là 100 triệu Mỹ Kim, trong đó thì 30% là vốn chủ sở hữu và 70% là vốn huy động. Hãng hàng không này kỳ vọng đoạt doanh thu hơn là 71 triệu Mỹ Kim trong năm đầu và đăng tăng lên là 170 triệu vào năm thứ năm. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn được ghi nhận là đại gia có quan hệ thân cận với giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Cũng theo là Wikipedia, từ năm 1985, Jonathan Hạnh Nguyễn là một trong những Việt kiều đầu tiên về Việt Nam đầu tư và thành lập công ty Liên Thái Bình Dương, đã bắt đầu đầu tư hoặc là hợp tác đầu tư 30 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn hơn là 280 triệu, thưa quý vị. Và Chủ tịch Samsung thăm Việt Nam để tìm thêm cơ hội kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Lee jae Yong dự kiến tới Việt Nam vào cuối năm nay để củng cố quản trị toàn cầu và tìm cơ hội đầu tư mới tại đất nước này. Theo Korean Times, chuyến thăm này và trước đây được lên kế hoạch vào tháng 2 năm 2020 khi mà tiến hành lễ động để động thổ trung tâm thưa quý vị. Tuy nhiên thì do dịch Covid-19 nên phải dừng lại. Tới tháng 10 của năm 2020, ông Lee đã tới Việt Nam để mà xem xét độ xây dựng trung tâm. Khi đó thì chủ tịch Lee có gặp thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tại Việt Nam, Samsung Electronics hiện đang vận hành hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh và các nhà máy sản xuất TV cùng thiết bị gia dụng. Hơn là 50% điện thoại thông minh Samsung sản xuất tại Việt Nam được bán ra khắp thế giới. Trong diễn tiến liên quan, từ ngày 30 tháng 10 tới ngày 2 tháng 11 tại Sài Gòn diễn ra tuần lễ doanh nghiệp Việt Hàn. Hoạt động này được cho biết tập trung vào xúc tiến thương mại trực tiếp trong các lĩnh vực công nghệ thân thiện môi trường, trang trại thông minh, y tế thông minh. Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Quý vị vừa theo dõi xong phần tin Việt Nam, Thanh Mai xin được tiếp tục với lại phần tin quốc tế. Cảnh sát Nam Hàn khởi sự điều tra vụ dẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng. Cảnh sát Nam Hàn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ dẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul vào cuối tuần qua, trong thảm họa tồi tệ nhất của đất nước này trong nhiều năm qua, khi mà Tổng thống John Seiu và những người dân khác bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã chết tại các địa điểm để mà để tang tạm thời thưa quý vị. Vụ dẫn đạp dẫn tới cái chết do nhiều người trẻ vào hôm thứ Bảy qua tập trung tại một con hẻm nhỏ dốc ở khu phố Taewon của Seoul, một khu giải trí về đêm nổi tiếng. Và các nhân chứng và những người sống sót kể lại một cuộc hỗn loạn giống như là địa ngục khi mọi người ngã vào nhau như là những con cờ domino. Họ nói là toàn bộ khu phố này khu vực cực kỳ kẹt cùng với các phương tiện di chuyển chậm và những người tham gia tiệc tùng mặc trang phục Halloween khiến lực lượng cứu nạn và xe cứu thương không thể tiếp cận các con hẻm chật chội kịp thời này thưa quý vị. Bộ Nội vụ và An toàn cũng cho biết trong một thông cáo, cảnh sát đã tung ra một đội đặc nhiệm gồm 561 thành viên để mà tìm hiểu chi tiết về vụ tai nạn chết người này. Cảnh sát và các chuyên gia pháp y của chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra chung về khu vực này thưa quý vị. và chín người bị bắt trong vụ à, vụ cầu sập khiến 132 người thiệt mạng thưa quý vị. Các viên chức ở tiểu bang Cuzco, miền tây của Ấn Độ cũng cho biết, ít nhất là 132 người đã thiệt mạng sau khi một cây cầu treo dành cho người đi bộ bị sập xuống sông Machu vào cuối chủ nhật qua. Các nhà chức trách cũng cho biết cây cầu treo dây cáp có tuổi đời hàng thế kỷ bị sập vì nó không thể chịu được sức nặng của đám đông tụ tập ở đây. Cây cầu chỉ mới mở cửa trở lại 4 ngày trước khi bị sập cầu từng bị đóng cửa để mà tu sửa gần 6 tháng trước đó. Mùa lễ hội Hindu đã thu hút hàng trăm người tới địa điểm này. Hàng trăm người đã bị rớt xuống nước khi mà cây cầu chịu không nổi trọng lượng quá tải. Bộ trưởng ngoại giao Harsh cũng cho biết, những người thiệt mạng và bị thương chủ yếu là thanh thiếu niên, phụ nữ và người lớn tuổi. Hiện thì chưa rõ chính xác có bao nhiêu người lưu thông trên cây cầu dài hơn 200 thước này thưa quý vị, nhưng mà họ lo ngại số người chết có thể tăng lên vì nhiều người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Quân đội Ấn Độ bao gồm lục quân hải quân và không quân đã được điều động tới để mà hỗ trợ giải cứu. Văn phòng Thủ tướng đã thông báo bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và thúc giục các nỗ lực cứu nạn nhanh chóng. Cảnh sát đã bắt giam 9 người trong công ty điều hành cây cầu nhằm điều tra vụ bán vé khiến người lên cầu quá tải. Và kính thưa quý vị, thủ đô Kiev của Ukraine chịu ảnh hưởng từ các vụ tấn công hỏa tiễn của Nga. Một số vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev vào sáng nay, khi mà các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga lặp lại một chiến thuật mà họ đã theo đuổi trong tháng này nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Thủ tướng Ukraine ông Denis Shmyha cũng cho biết 18 mục tiêu, chủ yếu là cơ sở hạ tầng năng lượng, đã bị tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào 10 khu vực của Ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao cũng cho biết hỏa tiễn đã gây ra tình trạng mất điện và nước trong nghiêm trọng này, thưa quý vị thị trưởng kiev cũng cho biết 80% mươi phần trăm của thành phố của ông không có nước sinh hoạt sau khi mà nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực xung quanh kiev kisho cũng nói rằng các chuyên gia đã sửa chữa các điểm cơ sở hạ tầng bị hư hỏng này hy vọng rằng là chúng tôi sẽ khắc phục thiệt hại trong vòng vài giờ tới ông nói thêm rằng là không có vấn đề gì về việc di tản dân thường khỏi kiev trong lúc này trong khi đó thì quân đội Ukraine cũng cho biết họ đã bắn hạ 44 trong tổng số là 50 hỏa tiễn của Nga. Và chủ tịch Tập Cận Bình bắn đại pháo đón tiếp Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay cũng cho biết ông sẵn sàng trao đổi sâu sắc với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông Tập cũng là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết tắt là CPC, đã hội đàm với ông Trọng tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong phần trình bày này, thì ông Tập cũng tuyên bố, việc Tổng Bí thư Việt Nam sang thăm Trung Quốc, điều đó cho thấy đầy đủ tầm quan trọng của chúng ta đối với việc phát triển quan hệ song phương giữa hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam đang đúng mà trước những cơ hội và thách thức mới trong sự nghiệp và xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và trong quá trình phát triển quan hệ song phương giữa hai đảng của các nước này. Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Việt Nam và sự phát triển của quan hệ giữa hai đảng và các nước. Đáp lại thì ông Trọng tuyên bố Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của đại hội lần thứ 20 của Trung Quốc. Điều đó cũng có thể là hiện là sự ủng hộ to lớn đối với đồng chí Tập Cận Bình với uy tín quốc tế. Ông Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 cho tới ngày 2 tháng 11, theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Và thưa quý vị, tin quốc tế cũng cho biết thì khách du lịch mặc trang phục đã đổ xô tới một lâu đài ở Romania được cho là nguồn cảm hứng cho ngôi nhà của bá tước Dracula vào thứ Bảy qua để mà hòa mình vào tinh thần của nghị lễ hội Halloween thưa quý vị. Nằm trên một mỏm đá nhìn ra sông, lâu đài Bran là hình ảnh gần nhất của vùng Transnistria với quê hương của ma cà rồng. Hư cấu được tác giả Bram Stoker mô tả trong cuốn tiểu thuyết năm 1897 của ông. Lâu đài là một địa điểm du lịch nổi tiếng cho các mối liên hệ với Dracula, cũng như là lịch sử lâu đời như là một pháo đài và nơi ở của hoàng gia Romania. Sau khi mà đi qua sân lâu đài, du khách được chào đón bởi các diễn viên trong trang phục gây rợn và đồ trang trí sởn gai ốc và chiếu video thưa quý vị. Một du khách trẻ tên là Sophia cũng cho biết Dracula đột nhiên xuất hiện trên màn hình khiến cô rất là sợ hãi. Du khách người Đức tên là Uwe cũng cho biết là chuyến tham quan là một trải nghiệm độc đáo, đặc biệt là rất gần với Halloween. Khi mà bóng tối buông xuống thì các khách mời tụ tập để tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ trong sân lâu đài. Christine là một du khách tới từ Chicago cũng cho biết cô rất thích chuyến thăm của mình thưa quý vị. Thanh Mai thì thật sự không có thích Dracula chút nào coi phim Dracula Thanh Mai cũng sợ lắm thưa quý vị. Và đó là phần tin quốc tế, Thanh Mai xin được trả lại với phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của Đài. Cảm ơn quý vị.